Rồi, hello, chào các bạn ha. Thì như video trước chúng ta kết thúc ở ngay chỗ cái điện máy xanh, ngay đây gọi là Bùng Binh ngã ba Tam Hiệp. Ở đây trực thuộc địa bàn của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hướng đó là đường Nguyễn Văn Thuận vào trung tâm của thành phố Biên Hòa ha các bạn. Hướng này là quốc lộ 1A chạy về cầu Đồng Nai, đi về cầu Sài Gòn. Từ đây về đến cầu Sài Gòn là khoảng 20 cây các bạn, hai mấy 30 cây á. Đây là cái hầm chui của quốc lộ 1A đi qua cái ngã ba Tam Hiệp. Khi xưa là ngã ba Tam Hiệp, do sau này mới mở cái con đường Bùi Văn Hòa nè, khi xưa nó là quốc lộ 15 các bạn, để đi về hướng quốc lộ 51 đi về thành phố Vũng Tàu. Còn hướng này là quốc lộ 1A đi về ngã ba Dầu Giây, đi về Lâm Đồng, đi về Bình Thuận, các tỉnh miền Trung cũng như là đi về phía Bắc các bạn. Rồi thì sáng nay quay cái khu công nghiệp Biên Hòa 2 cho các bạn coi. Đó là một phần của quỹ đất của cái tổng kho bom đạn Long Bình năm xưa của quân đội Mỹ các bạn. Chúng ta đi vô con đường này có tên là đường Bùi Văn Hòa, khi xưa nó là quốc lộ 15. Đường này là đường dẫn vào cái kho đạn, tổng kho đạn Long Bình năm xưa đây. Bên trái cũng như là bên phải ha. Đây công viên ngã ba Tam Hiệp ha các bạn. Khá là rộng lớn, hệ thống cây xanh vẫn còn giữ lại rất là lâu đời. Đó, bên phải chúng ta đó là khu công nghiệp Biên Hòa 2. Đường này có tên là đường Bùi Văn Hòa. Thì ông Bùi Văn Hòa này là chiến sĩ đặc công của quân giải phóng Việt Nam các bạn. Ông có công đánh cái kho đạn Long Bình này đánh 9 lần. Nơi đây từ khu phố 5, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đó, khi xưa đây được xem là đường nội bộ dẫn vào cái kho đạn Long Bình của quân đội Mỹ năm xưa, được hình thành những năm 1965-66 do quân đội Mỹ xây dựng nên. Tổng kho Long Bình này có diện tích lên đến 24 cây số vuông rồi ha các bạn. Thì mình quay một phần của cái thành phố, cái khu công nghiệp Biên Hòa bên tay phải này, rồi khu công nghiệp Biên Hòa 2. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào một phần tiếp theo của tổng kho Long Bình, kho đạn, kho vũ khí của quân đội Mỹ năm xưa. Có rất nhiều các phân kho các bạn, trong mỗi phân kho rất nhiều các nhà kho trên mặt đất cũng như là dưới hầm. Được xem là cái khu bộ tư lệnh hậu cần lớn nhất của Mỹ thời bấy giờ các bạn. Tổng kho Long Bình cũng được xem là cái kho đạn phục vụ cho chiến tranh lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á thời bấy giờ, với các khí tài rất là hiện đại. Hàng tháng quân đội Mỹ phải đưa qua khu vực kho Long Bình này lên đến 40.000 tấn, có khi cao điểm cao trào lên đến cả 100.000 tấn một tháng các bạn, bao gồm khí tài, quân dụng, đồ ăn, thức uống, thực phẩm để nuôi quân.
mỗi lần chuyển như vậy là có thể phục vụ cho quân đội lên đến 6 tháng trời. Đó, con đường nội bộ trong cái tổng kho Long Bình đây chúng ta đang đi. Bây giờ là nhà cửa không, khi xưa đây là đất quốc phòng. Quá rộng rồi. Chúng ta sẽ đi vào những khu trục đường chính, được xem là những đường cái trong cái khu nội bộ của tổng kho Long Bình năm xưa. Đây, bên phải là cái khu công nghiệp Biên Hòa 2 ha các bạn. Đây là cổng bên hông, đó cũng là một cái phân khu của tổng kho Long Bình năm xưa, kho đạn của quân đội Mỹ. Trái là một phân kho, mỗi phân kho nó có rất nhiều các nhà kho. Đây các bạn, đến đây chúng ta sẽ quẹo vào cái phân kho. Bây giờ nó được làm cái khu công nghiệp, gọi là khu công nghiệp Long Bình. Có tổng cộng là 12 cái ngõ vô tổng kho Long Bình đó các bạn. Cổng này như cổng số 10 là. Cổng 11 là nó nằm ở dưới cái chợ K8 thì phải. Nói chung là khu này là khu đất, khi xưa nó là khu đất quân sự rất là nghiêm ngặt ha. Sau này sau 75 thì cũng là đất quốc phòng. Đây, khu công nghiệp quốc phòng Long Bình ha các bạn. Đó, những con đường nội bộ năm xưa, đất của quân đội, khu căn cứ quân đội rất là nghiêm ngặt, đâu có ai vô được. Nói chung là nhìn hình với lại những cái tư liệu của quân đội Mỹ họ tường thuật lại thôi, chứ khu này đâu ai mà biết đâu, có vô được đâu mà biết. Ngay cả binh lính hạng cốc kén cũng không có thể nào biết cái khu căn cứ quân sự này. Nó được gọi là tổng kho lần mà. Đó, bây giờ những cái kho trở thành những cái hãng xưởng ha. Đây, cổng chào vào khu công nghiệp Long Bình. Đó, bên trái cũng như bên phải, đây công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Mộc Phát. Đó là những nhà kho năm xưa chứa hàng hóa cũng như là khí tài, xe tăng, chiếc giáp, đặc biệt là bom mìn. Công ty P-Top, trong này là công ty của Đài Loan và Hàn Quốc rất là nhiều. Hemico, đó. Rồi là khu công nghiệp quốc phòng. Bên này là chuyên cung cấp hóa chất ha, công ty Urele Mitani. Urele Mitani. À, bên phải đây là công ty Mitsuba ha. Mitsuba Việt Nam, đây là cái công ty chuyên làm các phụ kiện phụ tùng cho xe gắn máy như xe hơi các bạn, của Nhật Bản. Đó, những nhà máy xí nghiệp năm xưa nó là những cái kho vải.
chứa khí tài quân dụng, bom mìn. Chúng ta đang đi trong cái trục đường chính nội bộ của cái kho đạn Long Bình năm xưa đây, bây giờ nó là khu công nghiệp Long Bình. À, bên phải này là Fujisura, một cái công ty của Nhật Bản chuyên làm các bom mạch điện tử các bạn. Đây bên trái chúng ta là xưởng sản xuất xe hơi Suzuki nha các bạn, Suzuki Việt Nam. Hãng xưởng rất nhiều. Bãi thử xe của hãng Suzuki. Bên này là Seorimi Việt Nam, công ty của Hàn Quốc ha. Bên trái là công ty Muto các bạn. Cái công ty này là chuyên sản xuất các khuôn đúc, những cơ sở sản xuất đặt hàng các khuôn đúc làm ra các đồ vật dụng, đồ nhựa, đồ mũ, chế cháo đủ kiểu đó. Đây cuối con đường là một bức tường ha, phía xa đó là đi về hướng khu công nghiệp Amata đó. Nói chung là nguyên cái khu quỹ đất lên đến 24 cây số vuông, kho đạn Long Bình năm xưa của quân đội Mỹ, bao la bát ngát luôn. Chúng ta chỉ đi một phần thôi, bao gồm cái khu công nghiệp Biên Hòa 2 và cái khu công nghiệp Long Bình. Đây hãng xưởng hàng cây sứ rất là đẹp. Khu công nghiệp Long Bình này rất là sạch sẽ đẹp các bạn. Quỹ đất còn bao la bát ngát. Đường số 8, đây là đường số 5, chúng ta quẹo ra đường số 5. Đây là công ty Harada. Đặc biệt là các khu công nghiệp Biên Hòa 1 cũng như Biên Hòa 2, khu công nghiệp Amata cũng vậy. Và bây giờ là khu công nghiệp Long Bình đây. Tất cả là hệ thống trong này họ trồng cây sứ các bạn, họ lấy cây sứ làm chủ đạo nha. Các khu công nghiệp Biên Hòa 1 cũng như công nghiệp Biên Hòa 2 mình quay các bạn xem rồi, khu công nghiệp Amata mình cũng quay các bạn coi rồi. Họ dùng cái cây sứ làm cái cây chủ đạo trong cái khu công nghiệp đó các bạn. Bây giờ hôm nay mới quay cái khu công nghiệp Long Bình nằm trên địa bàn của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây là công ty hóa chất Ariran ha. Công ty JL gì đó. Tổng thu nhập là 9 triệu một tháng. Bên phải là OLHWA Việt Nam của Hàn Quốc ha, công ty của Hàn Quốc ha các bạn.
bên này là công ty Olam Việt Nam, cái công ty thực phẩm. Xưởng rất là đẹp ha, trong khu công nghiệp Long Bình này khá là sạch sẽ, hệ thống cây xanh khá là tươm tất, cắt tỉa gọn gàng các bạn. Đầu chúng ta đổ dốc đây nè, cổng bên này của công ty Mitsuba, chuyên sản xuất các phụ tùng linh kiện phục vụ cho ngành xe gắn máy như xe hơi. Thả dốc xuống khá là mát mẻ, sạch quá, trong này sạch quá. Thay quan nè, một công ty của Hàn Quốc đó. Bên trái bên phải, khi xưa con đường số 5 này là con đường nội bộ khu căn cứ quân sự của Mỹ. Đây tiếp tục một công ty Biot của Hàn Quốc luôn ha. Ta ra đường số 5 gặp đường số 6, quẹo phải ra lại cổng chính của khu công nghiệp Long Bình. Công ty Wan Simi. Đi vào những khu công nghiệp thì mình mới biết đôi lúc có những cái mặt hàng mình sử dụng mình không biết nó sản xuất từ đâu. Thì bây giờ đi những khu công nghiệp, khu chế xuất thì mới biết được. Đây cổng chính của khu công nghiệp Long Bình nè các bạn. Dạo một vòng nữa cho các bạn coi nguyên cái khu kho đạn năm xưa đây. Bây giờ nó trở thành cái khu công nghiệp Biên Hòa 2, khu công nghiệp Long Bình và cái khu công nghiệp Amata Arada. Bên trái đây là cái văn phòng ban quản lý các khu công nghiệp Long Bình đó các bạn. Đường rất là sạch sẽ, hai bên là hệ thống cây được cắt tỉa rất là gọn gàng, nói chung là có chăm chút. Bên này là Stock Gemet. Đây cảnh công nhân ngồi ăn uống Yubon, công ty trách nhiệm hữu hạn Yubon Việt Nam. Bên này là công ty Wujian, công ty trách nhiệm hữu hạn Fujian. Kế bên là công ty Vega Fashion, công ty may mặc ha. Movina. Bên phải này công ty Tokin, công ty về điện tử. Xưởng khá là đẹp, khang trang sạch sẽ. Công ty FC Việt Nam. Công ty FC Việt Nam này là công ty chuyên làm các phim với lại cái đồ đo thân nhiệt.
công ty trách nhiệm hóa keo kỹ thuật Aurole BCD. Đây là đường số 7 nha các bạn. Onishi, công ty Onishi Hàn Quốc Nhật Bản, trong này Hàn Quốc Nhật Bản rất là nhiều. Chúng ta ra lại cái đường trục chính, đường số 2 trong khu công nghiệp Long Bình, tổng kho đạn Long Bình năm xưa. Ây da, trong này làm rất nhiều các đường gờ tránh đua xe. Chúng ta ngắm nhìn lại, đang thả dốc từ trên ngọn đồi đi xuống, bên trái bên phải cũng như là quỹ đất năm xưa, tổng kho đạn Long Bình năm xưa. Bây giờ là những công ty xí nghiệp. Thì tổng kho đạn này quân đội Mỹ giao lại cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào năm cuối năm 72 đầu năm 73. Họ làm cái nghi thức nghi lễ bàn giao rất là rõ ràng. Quân đội Mỹ không còn tham chiến hỗ trợ cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa tham chiến ở miền Nam Việt Nam nữa các bạn. Số thầy bà nổ. Trong này có những kho đạn hạt nhân dưới hầm, những hầm bí mật. Toàn là câu view với lại dực tích. Khu bí mật quân sự bố ai biết. Nhưng mà tính theo cái tính logic thì quân đội Mỹ họ rút năm 72, họ rút một cách chủ động ha. Thì nếu có cái vũ khí hạt nhân hoặc là có những khí tài rất là đặc biệt ở dưới hầm thì họ sẽ di chuyển đi rồi. Đâu có để mà đâu phải là bỏ chạy đâu mà khóa chốt hầm rồi này nọ, phao tin đủ thứ kiểu hết. Theo mình đoán là vậy, chẳng có hầm bí mật gì hết. Hầm chứa đồ, chứa khí tài thì có, nhưng mà vũ khí hạt nhân còn để lại đó, ý nói là còn để lại. Thì chắc chắn là không có đâu, bởi vì khí tài đó là chỉ có quân đội Mỹ họ mới biết thôi. Các sĩ quan tướng lãnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng không có cửa đâu. Những khí tài đó chỉ có người Mỹ họ mới sử dụng đến cái nước cuối cùng thôi. Nhưng mà đâu có đánh đến cuối cùng đâu, bằng năm 72 là rút rồi. Thì những khí tài đó mà có thì họ đem về thôi. Bởi vì quyết định đánh hay không đó là do họ quyết định ha các bạn. Rồi đây ha, chúng ta ra lại con đường Bùi Văn Hòa. Họ đi xuống khi khu dưới vẫn là khu kho đạn Long Bình năm xưa hết đó. Tất cả ở đây là kho đạn Long Bình năm xưa ha. Rồi, sáng nay mình cũng đã đi quay cho các bạn cái kho đạn Long Bình của quân đội Mỹ năm xưa, bao gồm cái một nhánh của
khu công nghiệp Biên Hòa 2 và cái khu công nghiệp Long Bình này nó nằm trên địa bàn của tỉnh Đồng Nai ha các bạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Các bạn nhớ bấm like và chia sẻ video giùm mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.